Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Và thường lệ chúng ta gặp nhau trong một bản tin nhận định thị trường. Và trước khi bắt đầu cái bản tin nhận định thị trường ngày hôm nay của em thì em xin được gửi lời chúc mừng đến những anh chị đã bắt đáy thành công trong những cái phiên trước, hay những anh chị đã kiên trì nắm giữ cái mã cổ phiếu của mình đến thời điểm hiện tại. Thì ngày hôm nay thị trường chúng ta đã có một phiên phục hồi rất là tốt và anh chị cũng đang gần bờ hơn, thì hy vọng thị trường chúng ta trong những phiên tiếp theo sẽ tiếp tục duy trì cái đà tăng như phiên ngày hôm nay để chúng ta có thể về bờ cách an toàn và để những anh chị bắt đáy thành công cũng có một mức lợi nhuận tốt trong một cái thị trường đang giảm mạnh như hiện tại. Đấy, thì sau đây em và anh chị cùng nhau đi vào để nhìn lại cái phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị nhé. Thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta là một phiên phục hồi rất là tốt với cái sắc xanh và sắc tím chiếm đại đa số ở các cổ phiếu trong các nhóm ngành. Phiên ngày hôm nay thì dường như tất cả anh chị em nhà đầu tư chúng ta đã quên hết những cái đau khổ, những cái nỗi buồn mà các anh lái đã gây ra trong quãng thời gian vừa qua. Và cũng có nhiều anh chị vừa mới hôm kia nhắn tin cho em bảo là thôi anh chị bỏ chứng khoán, thôi anh chị xóa app, thôi anh chị không chơi cái này nữa, nó là cờ bạc. Thì ngày hôm nay lại nhắn tin lại hỏi là thế em ơi, hôm nay có mua được mã nào không, mai có mua được mã nào không, có mã nào để cho vào cái list quan sát được không. Thì đấy là một cái cảm giác hay là một cái cảm xúc anh chị sẽ phải trải qua rất là nhiều trong quá trình anh chị đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nghĩa là nó cứ gieo cho mình cái hy vọng rồi nó lại dập tắt, và ngược lại nó cứ như thế. Và nếu anh chị không có một cái hệ thống giao dịch của mình thì anh chị mãi mãi cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cái vòng như thế anh chị nhá. Đấy, đấy là một cái điều mà hiện tại trên thị trường chúng ta đang thấy rất nhiều luôn. Ngày hôm qua anh chị thấy rất là buồn, ngày hôm qua nhiều anh chị cảm thấy là thôi mình bỏ cái này đi, thì ngày hôm nay anh chị lại cảm thấy là cuộc sống lại tươi đẹp trở lại, đúng không ạ? Và anh chị lại muốn tham gia thị trường chứng khoán. Thế là nói qua một chút về cái cảm xúc ngày hôm nay, về cái phiên ngày hôm nay nó mang lại cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta. Đấy, còn nói về chi tiết về cái phiên ngày hôm nay, để phân tích cái phiên ngày hôm nay thì là một cái phiên tăng điểm rất là mạnh của thị trường chúng ta với cái sự lan tỏa dòng tiền, đúng không anh chị? Anh chị có thể nhìn lên trên màn hình của anh chị và anh chị có thể thấy là ngày hôm nay thị trường của chúng ta có 425 mã tăng, trong khi đó chỉ có 58 mã giảm thôi và 22 mã đứng giá. Đó là một cái mức tăng rất là mạnh mẽ sau một quãng thời gian mà anh chị em chúng ta phải chiêm ngưỡng thị trường ở trong một cái sắc xanh nhưng mà xanh lơ chị ạ. Đây thì hôm nay là một cái phiên rất là tích cực của thị trường chúng ta. Thì ngày hôm nay đầu phiên thị trường chúng ta với cái đà giảm của phiên ngày hôm qua thì tiếp tục bị nhúng sâu xuống. Có thời điểm thị trường chúng ta đã bị rơi với cái mốc 1.156 điểm. Tuy nhiên sau cái thời điểm đó thị trường bắt đầu có những nhịp phục hồi và cuối phiên đã tăng 56,42 điểm, tương ứng với 4,81% và đóng phiên ở mốc 1.228 điểm. Anh chị có thể thấy đúng không ạ? Và em để ý quan trọng nhất, anh chị để ý quan trọng nhất chính là cái mức tăng điểm ngày hôm nay nó đã tăng 4,81% chị nhá, 4,81%. Thì ngày hôm nay, đấy, ngày hôm nay chúng ta nhìn ra cái mặt tốt của thị trường trong phiên tăng điểm này là gì và mặt nó chưa được tích cực lắm là gì ạ? Đầu tiên để nói về cái mặt tốt chính là cái biên độ tăng giá. Thị trường chúng ta đã tăng khoảng 5%. Đây là một cái biên độ tăng rất là tốt anh chị nhá, tăng cực kỳ tốt trong thị trường hiện tại. Và nó là một trong những cái tiêu chí để chúng ta xác định được cái quá trình tạo đáy nó có thành công hay không. Và đối với cái mức điểm này thì nó mang lại một cái sự tin tưởng cho bản thân em là thị trường có khả năng sẽ tạo đáy ở quanh cái vùng giá hiện tại anh chị nhá. Tuy nhiên có một cái yếu tố nó chưa được tích cực cho lắm. Tất nhiên nó không phải phải nhiều anh chị nhá, nhưng chúng ta có thể nhìn vào yếu tố thanh khoản ngày hôm nay của thị trường chúng ta. Mặc dù thị trường của chúng ta ngày hôm nay có một cái phiên gì ạ, anh chị có thể thấy này, mặc dù thị trường chúng ta là một phiên tăng điểm với biên độ tăng rất là mạnh đúng không, nhưng cái thanh khoản của chúng ta ấy, thì nó vẫn thấp, nghĩa là nó thấp hơn hai phiên trước, thấp hơn hai phiên trước. Thì cái việc thanh khoản thấp này thì nó nhiều khả năng anh chị ạ, nó sẽ có những phiên test lại trong những phiên sau. Thì lát nữa trong cái phần chia sẻ với các kịch bản ấy thì em sẽ nói rõ hơn nó có thể test được trong phiên nào anh chị nhá, các lại trong cái phiên nào. Thì nhưng nếu mà để nói về toàn cảnh của phiên ngày hôm nay anh chị nhá, nói về một cái cục diện toàn cảnh thì em đánh giá phiên ngày hôm nay là một phiên tích cực cho thị trường ta. Mặc dù nó vẫn còn cái yếu tố thanh khoản một chút nhá, nó chưa được tích cực, nhưng để nhìn về toàn cảnh ấy thì em sẽ đánh giá đây là một phiên tích cực. Tại vì sao ạ? Thứ nhất, như cái video nhận định tuần của em tuần ấy em đã nói rồi, thị trường chúng ta cần tạo đáy thì nó phải có một phiên xác nhận thanh khoản lớn
thì cái phiên của ngày có phải 13 tháng đúng không chị, là một phiên thanh khoản nó cao hơn đột biến so với phiên trước đây, chứng tỏ là các nhà đầu tư đã không chịu được và bán ra cái này đúng không? Có phải là anh chị xem, nếu mà anh chị cứ quan theo dõi cái video của em là anh chị đã hiểu được, là em đã nói rồi, cái phiên đây là một phiên rất là quan trọng khi thị trường chúng ta đã bị bán với thanh khoản lớn ở cái vùng dưới đáy bên dưới này, là một cái điều rất là tích cực để chúng ta có thể kỳ vọng về cái việc tạo đáy. Đây là yếu tố thứ nhất anh chị nhá. Yếu tố thứ hai gì? Yếu tố thứ hai là thị trường chúng ta đã có một cái phiên rũ vào ngày hôm qua. Tại sao em lại gọi là một phiên rũ? Nghĩa là thị trường chúng ta trong phiên ngày hôm qua ấy, nó đã có thời điểm nhá, mở phiên, mở đầu phiên nó đã có thời điểm kéo lên ngửa của cây nến giảm của ngày 13 tháng 5. Nhưng cuối phiên thì sao? Cuối phiên nó đã bị bán đạp xuống. Tại vì sao nó xảy ra cái phiên bán đạp này? Cái việc chúng ta để nó test lại cái lượng cung xem còn bao nhiêu chị ạ. Nhưng nó sẽ test, nó đầu tiên kéo lên test cầu ạ, về sau cuối phiên nó sẽ test cung để kiểm tra xem khi mà tiếp tục bị bán ở cuối phiên này thì cái lượng cung nó sẽ ra bao nhiêu. Bởi vì anh chị em đầu tư chúng ta nếu trải qua cả giai đoạn này, anh chị sẽ hiểu cái cảm giác là cứ đến tầm 2 giờ đúng không ạ, cứ đến phiên chiều là anh chị sẽ gặp phải cái tình trạng là bị bán ATC, thì nó cứ dùng cái thủ thuật tâm lý như thế, nó cứ dình đến cái tầm 1 rưỡi 2 giờ bắt đầu nó sẽ mang hàng vào đạp. Thì cái việc đạp này để nó kiểm tra được cái thực sự cái lượng cung cầu và cái lượng cung còn nhiều ít để nó sẽ tạo ra những cái phiên kéo sau này. Thì ngày hôm qua thị trường chúng ta chị có thể thấy là mặc dù bị đạp cuối phiên đúng không chị, nhưng gì ạ, nhưng cái thanh khoản của chúng ta ấy, nó không có cái sự tăng lên đột biến đấy, thì chứng tỏ là cái lượng cung nó test đã ổn rồi. Thì ngày hôm nay đầu phiên đúng không ạ, nó tiếp tục là test xuống đạp sâu tiếp để nó kiểm tra, thì cái quá trình đạp sâu này nó không đạp được sâu nữa, nghĩa là không còn lượng cung nữa thì nó đã kéo lên. Và cái phiên đây thì sau một cái quá trình, thứ nhất là thanh khoản lớn, thứ hai là nó có test cung, thứ ba là một phiên phục hồi, thì em đánh giá đây là một phiên về tổng cục là một phiên rất là ổn đấy chị nhá, rất là ổn, và em đang rất là kỳ vọng về cái việc tạo đáy ở đây và khả năng cao sẽ tạo đáy khả năng cao chị nhá. Đấy, nó sẽ là như thế chị ạ. Và nói về cái nhiều anh chị đang hỏi là yếu tố về gì đáo hạn phái sinh nó có thể ảnh hưởng gì đến thị trường của chúng ta hay không, thì về bản chất ý, cái phiên đó nó có ảnh hưởng nhưng nó sẽ theo cái gì, theo cái xu hướng của thị trường hiện tại, trạng thu hướng thị trường hiện tại của chúng ta nó đang downtrend, nó sẽ downtrend, nó đang trong quá trình phục hồi thì nó sẽ phục hồi anh chị ạ, hay là nó đi ngang nó sẽ đi ngang, nghĩa là nó tác động ở trong phiên đó thôi, nhưng về bản chất thị trường nó sẽ không thay đổi với chị nhá, bản chất sẽ không thay đổi với chị ạ. Đấy, thì anh chị cũng không phải lo lắng quá nhiều về phiên đáo hạn phái sinh hay là các cái phiên gì cả, bản chất nó ra sao thì trước sau thì nó sẽ quay trở lại đúng mặt cho chị nhá, chứ không phải là vì một phiên phái sinh mà thị trường chúng ta đang uptrend tiến thành downtrend, hay là thị trường chúng ta vì một phiên phái sinh mà thị trường đang downtrend lại uptrend được, nó không có điều đó chị nhá. Đấy, chị chú ý điều đó cho em. Đấy, thì để nói về phiên ngày hôm nay chúng ta sẽ gì, sẽ đánh giá đây là phiên tạo đáy thứ nhất là chị nhá. Nếu anh chị có đón coi các video trước đây của em, đặc biệt là video xác định đáy thị trường đấy, thì anh chị có thể biết được tại vì sao chúng ta phải xác định cái phiên tạo đáy thứ nhất. Phiên tạo đáy thứ nhất chúng ta phải xác định để sau đó chúng ta sẽ xác định được cái phiên bùng nổ theo đà, nó sẽ xuất hiện từ phiên thứ tư đến phiên thứ 10 chị nhá. Đấy, thì anh chị có thể xem lại cái video cách xác nhận đáy thị trường chung mà em chia sẻ trong các video trước đấy. Cách xác nhận đáy thì anh chị có thể vào kênh của em này, anh chị vào cái đoạn video này, và video này anh chị tìm xuống bên dưới này, nó sẽ có cái video mà xác định đáy của thị trường, thì trong các cái anh chị nhìn cái đây, anh chị thấy chưa, cái video mà được 2K1 người xem này đấy, 2K1 người xem 3 tuần trước nhá, thì anh chị hãy mở lại video đó để anh chị xem là cách chúng ta sẽ xác định đáy của thị trường sẽ ra sao. Đấy, thì anh chị sẽ hiểu được là tại vì sao cái phiên hôm nay em bảo là cái phiên tạo đáy thứ nhất của thị trường chung chúng ta nhá anh chị nhá. Đây là cái PowerPoint em đã làm ra đấy, thì trong video đó em cũng nói rồi đấy, thì anh chị chú ý em, phiên tạo đáy thứ nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu đếm từ phiên thứ nhất này để chúng ta đếm đến phiên thứ tư và thứ 10 để chúng ta sẽ tìm ra phiên bùng nổ theo đà. Vậy thì kịch bản nào cho thị trường chúng ta trong những phiên tiếp theo để chúng ta có thể giải ngân đấy chị nhá. Kịch bản thứ nhất là thị trường chúng ta nó có thể giống cái hồi tháng 1 của năm 2021, anh chị có thể nhìn thấy đây, anh chị thấy chưa, ngày 29 tháng 1 nghe thị trường chúng ta có nhịp rơi sâu, sau đó có một cây gì ấy, phục hồi lại này, sau đó là một cây test cung trở lại này, ngày hôm sau này lại phục hồi này, và phiên bùng ra là xuất hiện vào phiên thứ tư ở đây, anh chị thấy chưa, đây là phiên này một này, nó có giống ra cái phiên này ngày hôm nay không, cái phiên ngày hôm nay chúng ta này nó sẽ giống cái phiên của ngày 29 tháng 1 đấy chị nhá. Đấy, ngày mai có thể thì chúng ta quay lại test cung, ngày kia nó sẽ phục hồi và tiếp theo ngày tiếp theo sẽ có bùng theo đà nhá chị nhá. Đấy, thì hiện tại thị trường chúng ta có phải là đang có một phiên phục hồi đúng không, thì ngày mai có thể nhá, kịch bản nhá, nó quay trở lại test cung này, hôm sau lại có một cây phục hồi này,
vào hôm sau nữa thì sẽ có vùng giá đạt. Đấy là kịch bản đầu tiên, kịch bản một nhá. Nhưng có vùng giá đạt chúng ta đã mua chưa thì chúng ta sẽ chưa mua chị nhá. Chúng ta hãy chờ cho quá trình sau này nó sẽ quay trở lại, nó test lại cái phiên vùng giá đạt, được chưa? Test lại thành quả thấp thì chúng ta sẽ mua. Đây chị nhìn thấy chưa, anh chị hãy nhìn lại cái tháng 1 sau khi có vùng theo đà đúng không, của cái phiên ngày mùng 3 tháng 2 về sau nó vẫn quậy test này, chị thấy chưa, quậy test này, đây test đây, bùng nổ lên đúng không ạ, test này, bùng nổ này, test chưa, đúng không ạ? Sau quá trình test này, đây là quá trình anh chị mua lại này, đấy anh chị thấy chưa, test lại nhá, thì đây là quá trình anh chị sẽ mua lại, được chưa? Đấy, đây kịch bản một chúng ta sẽ mua như thế nhá, bùng nổ ra xong không mua, đợi test mua, kịch bản một nhá. Nếu cho em là kịch bản hai gì ạ, kịch bản hai là thị trường chúng ta nó sẽ có một cái nhịp phiên ngày mai ấy. Phiên ngày mai khả năng cao thì chúng ta nó sẽ đầu phiên nó sẽ cái nhịp hưng phấn nó sẽ kéo lên chị nhá. Thì anh chị chú ý cho em tuyệt đối là không mua đuổi trong phiên ngày mai, tuyệt đối nhá chị nhá, đừng mua đuổi. Thì có thể trong phiên ngày mai thì chúng ta tiếp tục cái đà hưng phấn nó sẽ kéo lên vùng giá bên trên này. Đấy, hiện tại thì chúng ta đã có cái gap đây, nếu mà chị nhìn kỹ nó sẽ có một gap mở ra vào ngày 13 tháng 5, nó cái vùng giá 1180 đây chị nhá. Đấy, 1180 1000 à, ở vùng giá 1237. Đấy, 1237. Nó mở ra một cái gap rất là bé đấy thôi. Thì có thể thị trường chúng ta trong những phiên tới nó có thể quay lên lấp luôn cái gap này được không ạ? Sau đó gì ạ? Sau đó sẽ có những phiên test cung trở lại này. Đấy, test cung anh chị nhớ vừa em bảo chưa? Anh chị nhớ em bảo là thị trường chúng ta vùng thấp này có thể test cung chưa? Thì nó sẽ có thể test cung đây nhá. Nó sẽ test cung đây và quá trình gì? Quay trở lại test này. Với thanh khoản thấp nha anh chị nhá. Thanh khoản thấp nhá là cái điểm anh chị em chúng ta có thể giải ngân được nhá. Thanh khoản thấp là giải ngân được. Nhớ cho em nhé, kịch bản đã rõ thế nhá. Đấy, thì chúng ta kỳ vọng trước mắt nó sẽ lên được cái vùng gap bên trên này, vùng 1328 bên trên nhá. Thì anh chị chú ý này, quá trình test lại đáy đây này. Đấy, test lại cung đây này, test lại cung đây này. Thanh khoản thấp kịch bản 2 là sẽ giải ngân ở đây. Đấy là kịch bản 2. Sau đó test xong nhá, đi lên nhá thì có thể chúng ta sẽ có cái phiên bùng theo đà. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời đối với thị trường chúng ta, và điều đó là điều mà anh chị em chúng ta tất cả chúng ta đang mong đợi đúng không ạ? Đấy, đấy là kịch bản 2 nhá. Thì trong quá trình test lại này, tất cả quá trình test kể cả như kịch bản 1 đi lên test lại hay là ở đây đi lên một chút lấp gáp đây test lại rồi đi lên tiếp, thì có một điều này anh chị phải chú ý này, chắc chắn quá trình test lại nó sẽ xảy ra những cái phiên, những cái gì ạ, những cái cổ phiếu nằm sàn, nằm sàn hoặc giảm giá rất là mạnh nhá. Chắc chắn khi đó anh chị sẽ có một cái cảm xúc lại ùa về, là một cảm giác sợ thua lỗ, cảm giác tiêu cực bao trùm lên thị trường của chúng ta. Đấy, lúc đó trên các diễn đàn, trong các Zoom hội nhóm chắc chắn sẽ lại những cái bài ca là gì, thị trường chứng khoán là cờ bạc, lại lừa đảo rồi các kiểu, nói chung là khi đó anh chị sẽ thấy những cái điều tiêu cực. Nhưng anh chị cứ bỏ tất cả những cái điều đó ngoài tai, anh chị hãy chú ý cho em một điều là gì ạ, anh chị hãy chú ý về cái thanh khoản của phiên test ngày đấy cho em nhé. Nếu thanh khoản test lại là thấp thì anh chị không cần phải nghe ai cả, anh chị có thể giải ngân được nhá. Thanh khoản cao thì chúng ta sẽ không giải ngân, nhưng cái thanh khoản quá trình test lại mà nó thấp nhá là ok anh chị nhá. Đấy, chắc chắn cái phiên ngày hôm đó có phải là trước đây chị cứ mua đây đúng không, mua bên trên này đúng không, gãy đúng không, cứ mua đúng không, mua bắt đáy đây thành công này, gãy xuống này, trên này bắt đáy này, gãy đúng không, là khi đó cái gì, cái cảm xúc của anh chị hay là cái tâm lý của anh chị nó đã bị, tiềm thức của anh chị là cái cảm giác nó đã sẽ quay trở lại là lại gãy rồi, mình lại thua lỗ rồi, mình bắt nhầm đáy rồi. Khi đó anh chị sẽ cảm thấy lo lắng, và trên các diễn đàn anh chị cứ để ý chắc chắn cái phiên test đáy đó nó sẽ xảy ra cái tình trạng là kêu gào kêu khóc rất là nhiều. Tại vì sao phải test đáy ạ? Quá trình test đáy này để nó rung rũ, tiếp tục rung rũ nhà đầu tư ra chị ạ. Nếu như nó cứ kéo thẳng lên đúng không, thì chắc chắn anh chị nhìn em nhà đầu tư chúng ta, người mua ở đáy thì sẽ không bán, hay người gì, người mắc kẹt ở bên trên người ta cũng không bán, người ta chờ vượt qua cái vùng giá người ta bán có lời đúng không ạ? Thì nó phải dùng cái thủ thuật test lại. Test lại đây để làm gì? Test lại đây để những nhà đầu tư mua vùng giá bên dưới bán ra, những nhà đầu tư mắc kẹt bên trên thấy nó tăng đây không bán thì phải bán lại, đua theo bán đây để về bờ. Thì đó là quá trình test nó phải xảy ra chị nhá. Bất kỳ kẻ nó đi lên thì kịch bản một hay là nó test lại ngay thì đều cần những cái phiên gì ạ? Đều cần những cái phiên test lại nhá. Thì cái phiên test lại anh chị không cần phải nghe thông tin đâu cả, anh chị chú ý thanh khoản thấp để thanh khoản cho em ngày hôm đó thấp là ok nhá. Còn kịch bản thì kịch bản 3 thì nó không đi đúng kịch bản 1, kịch bản 2 nó gì, nó lại tiếp tục đi lên và nó test thất bại, nó rơi tiếp thuộc cái thôi, tiếp thuộc mình bỏ qua, mình có gì phải tham gia đúng không anh chị, nó không đi đúng kịch bản thì mình bỏ qua thôi anh chị. Đấy là hai kịch bản, và cái kịch bản cuối cùng chính là kịch bản nó fail đúng không, nó không đi đúng đúng không thì không tham gia anh chị ạ.
đơn giản sẽ là như thế chị nhá, đơn giản sẽ như thế. Đấy là về các cái kịch bản mà anh chị chú ý trong những phiên tiếp theo. Còn về cái phiên bùng theo đà thì anh chị vui lòng xem lại cái video trước đây của em đã chia sẻ rất là kỹ rồi và em vừa đưa cho anh chị đấy, thì anh chị xem lại để anh chị hiểu được cái phiên bùng theo đà. Và khi có bùng theo đà thì đó là một điều rất là tuyệt vời, và đó là thời điểm mà anh chị em chúng ta phải có tiền để tham gia anh chị nhá, chứ đừng bảo là đến 1-2 tháng nữa chị hỏi là mua được con nào thì lại đu đỉnh thì thôi, thì lưu ý cũng chị không có cách gì chị ạ. Đấy, mình phải vào đúng thời điểm chị ạ. Mỗi cổ phiếu, mỗi chu kỳ nó chỉ có một vài điểm vào thôi, chúng ta vào sai thời điểm là chúng ta gặp thua lỗ rất là lớn ngay nhá chị nhá. Đấy, đấy là cái kịch bản thị trường sẽ như thế. Đấy, vậy thì khi thị trường chúng ta test đáy thành công, test đáy thành công đúng không, thì chúng ta sẽ mua cổ phiếu nào? Đấy, mua cổ phiếu nào lại là một câu hỏi khác đúng không, chứ không phải là bây giờ thị trường nó phải bùng nổ theo đà lên đi lên là chúng ta mua cổ phiếu nào cũng thắng đâu, thị trường nó phân hóa đúng không anh chị. Vậy thì cổ phiếu nào anh chị có thể mua, thì em đưa cho anh chị một cái gợi ý như sau. Cổ phiếu anh chị có thể mua ấy là cổ phiếu mà nó đã có quá trình test đáy thành công nên chị nhá, cổ phiếu có quá trình test đáy thành công. Em ví dụ cho anh chị như cổ phiếu ngành dầu khí sẽ là cổ phiếu đã test đáy thành công, chẳng hạn như con PVS nó test đáy thành công đúng không chị. Đây em, một đáy này, hai đáy được chưa, ba đáy lưng đáy được chưa, thì đây là quá trình test đáy thành công anh chị nhá. Thì nó đã đi rồi, nó đi rồi, cái phiên ngày hôm qua thì cũng có thể mua được, phiên ngày hôm nay thì nếu mà mua ấy thì nó hơi rủi ro một chút, còn hiện tại chúng ta sẽ không mua. Đối với trường hợp của PVS thì anh chị chú ý cho em này, là trừ khi nó quay trở lại nó test đáy này, test lớp gap đây này, test lại nhá, thanh khoản thấp nhá thì mua được cho em. Thì em đang kỳ vọng nó sẽ test lại đúng theo như cái kịch bản mà thị trường em đưa ra, là trong mùa hè phiên tới thị trường sẽ quay trở lại test nhá chị nhá, test cung thì nhóm ngành dầu khí sẽ test theo, thì đó là điểm anh chị em chúng ta sẽ giải ngân được, chứ chúng ta sẽ không mua được trong những phiên tiếp theo nhá, tăng thì sẽ không mua. Đấy, hay là con oi sao, oi thế thôi anh chị, oi thì bây giờ anh chị cứ để cho nó kéo lên cái vùng đỉnh bên anh trên đấy, đây kéo lên đây được chưa, kéo lên đây xong nó không nhìn gì hơi rũ lại bên dưới, thì đây là điểm anh chị em chúng ta sẽ mua, thanh khoản thấp rồi chưa, thì sau này nó có thể đi lên một cái nhịp, có thể lên trên đây, lên vùng giá 16 chẳng hạn, từ vùng giá 13.8 này lên 16 này nó sẽ được bao nhiêu phần trăm, nói chung là chúng ta chỉ đánh đây cũng được khoảng 15%, ok cho anh chị. Đấy thì anh chị phải nhớ kịch bản em đưa ra nhá, chứ không phải là mình cứ mua bừa bãi được, cứ cho nó kéo lên trên đây đi, kéo lên nó test lại thanh khoản thấp thì mua vào nhá. Cổ phiếu PVD thì sao, PVD thì nó kênh hơi dưới một chút cho chị nhá, PVD này thì nó hơi yếu thì em tất nhiên là nếu cả dòng chạy thì nó cũng chạy theo thôi, nhưng để về nói về cái cổ phiếu PVD thì nó hơi yếu, tại vì nó có sẽ có cái lượng cung ở trên rất là nhiều này anh chị nhá, lượng cung của nó sẽ dày, khá là dày chị. Đấy, nói chung là PVD thì hơi yếu thì em cũng không khuyến nghị, nhưng mà nói chung là những cái cổ phiếu ta test đáy đây, PVD test đáy được ạ. Đấy thì anh chị hãy mở chặt của mình lên anh chị xem, như con PLX này anh chị không tham gia nhá, nó test đáy rồi nó mới rơi một nhịp này, đấy nó phải test lại như này, đấy nó test đúng không, test tiếp này, nó có test tiếp thì test đúng không, thì mới tham gia như kiểu con mấy anh chị theo anh chị không, một lần test hai lần test thấy chưa, nó phải test đáy nhá. Đấy ok cho anh chị, cứ mở lên chặt lên cho em xem con nào test đáy rồi, đây một hai thanh khoản cạn chưa, ok chưa, BSR ok đúng không, kéo lên trên đây test lại một chút thanh khoản thấp đi tham gia thì nó sẽ có thể tiềm năng nó sẽ đi được lên đây, thì anh chị em chúng ta ăn nhịp ngắn thôi được chưa, được chưa. Còn cái trường hợp mà cổ phiếu ấy mà nó trường hợp nào mà nó test đáy, nó chưa có test đáy ấy, chẳng hạn như nhóm ngành thép đấy, em vừa nói cho anh chị nhá, là cổ phiếu mua được là cổ phiếu đã test đáy thành công, cổ phiếu chưa mua được chính là những cái cổ phiếu mà gì nó đang rơi và nó chỉ là những nhịp hồi, chẳng hạn như cổ phiếu nhóm ngành thép anh chị thấy con gì, con HPG chứ, test chưa, chưa có test đúng không ạ, chưa có test thì không mua anh chị nhá, nó vẫn đang rơi này, nó đang rơi này, nó chỉ là nhịp phục hồi theo thị trường này, chưa mua được nhá đúng không ạ, nó chưa có test mà, chưa có test. Hay là con HNG sao, cũng là đang rơi này, nó rơi này thì anh chị mua làm gì, nó trừ khi nhá, nó này kéo mai nó kéo tiếp này, mai này nó kéo đây đúng không ạ, kéo đây đúng không ạ, quay trở lại test đây phát nữa này, ok chưa, đi này thì mua đúng không ạ, khi nó sẽ có quá trình gì xác nhận tạo đáy đây này, xác nhận tạo đáy đây và gì thanh khoản có sự cạn kiệt đi thì chúng ta sẽ mua vào đây được chưa anh chị nhá, anh chị nhá. Đấy chú ý cho em, cổ phiếu nào nó có quá trình test đáy thành công thì chúng ta mới tham gia, không thành công thì bỏ qua, đơn giản như thế thôi nhá anh chị nhá, đoạn này nó chỉ như thế thôi, không cần phải quá nhiều yêu cầu nhiều anh chị. Đây nó chưa test đáy thành công đúng không, rơi nhà đã có gì đâu, không tham gia được chưa ạ. Đó, nhóm ngành thép là không được tham gia,
Đấy, con HMC này cũng thế này, nó rơi nha. Nói chung là nó test đáy, thực ra nó cũng test đáy rồi. Nhưng gì ạ? Dòng thép nó yếu, không tham gia. Đấy, hiện tại thì em đánh giá có dòng dầu khí này, còn dòng về dầu khí là có khả năng nhé. Dòng về chứng khoán thì em đã chú ý hai cái dòng là dòng chứng khoán và dòng banh, em đã chú ý trong video đầu tuần đúng không? Em bảo rồi, em bảo là dòng chứng khoán ấy là cái dòng sẽ nhiều khả năng nó sẽ chạy đấy, và anh chị thấy chưa, nó chạy chưa, nó hồi chưa, không phải là video đầu tuần, nếu anh chị xem anh chị thấy đúng không ạ? Em bảo đúng không, bảo hai nhóm, nhóm banh và nhóm nhóm chứng khoán và nhóm banh là hai cái nhóm sẽ phục hồi đúng không ạ? Chứ không phải là phục hồi từ cái video đầu tuần của em đến bây giờ đúng không? Anh chị xem lại mình xem. Và gì, anh chị thấy nhá, khi mà thị trường chúng ta ấy, đây một cơ sở nữa để em nói này, thị trường chúng ta hiện tại cái nhóm của chứng khoán nó phục hồi thì nó là một cái chỉ báo cho thị trường chúng ta, nghĩa là chứng khoán nó rất là nhạy với thị trường chúng ta. Khi thị trường chúng ta uptrend nó uptrend, khi thị trường chúng ta phục hồi nó cũng phục hồi, và khi thị trường chúng ta tạo đáy ngắn hạn nó cũng tạo đáy ngắn hạn. Thì hiện tại anh chị có thể thấy là cái nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán đúng không, đều là đang quá trình gì, tạo đáy ngắn hạn và đi lên đúng không? Thì chúng ta có thể kỳ vọng được là thị trường chúng ta cũng sẽ tạo đáy ngắn hạn và đi lên đấy. Nhóm ngành chứng khoán nó sẽ nhạy như thế, và anh chị có thể lấy các cổ phiếu trong chứng khoán để mình làm cái chỉ báo nhá. Cái này rất là, anh chị cứ xem các chu kỳ thị trường này, chị biết cứ thị trường lên là chứng khoán lên và thị trường xuống là chứng khoán xuống đấy, thì đó là cũng là một cái cơ sở. Thì anh chị có thể chẳng hạn như con SSI này, chúng ta sẽ không đuổi tiếp nhá, bây giờ chúng ta phải đợi cho quá trình con SSI nó test lại vùng giá bên dưới này, test lại chưa, test lại xong thì nó có quá trình lâm đáy này thì chúng ta sẽ tham gia được không anh chị? Thì nó có thể kéo lên cái vùng giá trước mắt là gì, vùng giá đây này đấy, vùng giá 33 34 đây đấy, chúng ta chỉ ăn nhịp hồi thôi chị nhá. Em chú với anh chị này, trong cái nhịp này nó chỉ gần như là nhịp sóng hồi thôi chị nhá, tất nhiên có thể có bùng nổ theo đà nhưng mà nó sẽ không kéo dài anh chị, nó sẽ không phải như cái chu kỳ của 2020 2021 mà anh chị có thể kỳ vọng được nhiều chị nhá. Chúng ta chỉ cần này nó bùng nổ và nó đi lên khoảng 1 tháng rưỡi 2 tháng là cũng để đủ để anh chị có thể kiếm được một khoản lợi nhuận rồi nhá anh chị nhá. Đấy, thì anh chị cứ đơn giản là mình cứ chọn đúng thời điểm và mình vào, chứ mình sẽ không mua đuổi nhá, đợi quá trình nó test trở lại thanh khoản thấp thì chúng ta sẽ tham gia. Đấy, đấy là cái gợi ý của em về các cái nhóm cổ phiếu được chưa ạ? Nhóm cổ phiếu, cách chúng ta sẽ tham gia đối với cổ phiếu là gì ạ? Có quá trình test đáy nhá, nhớ cho em cái điều đó. Thì anh chị cứ mở tràn lên, anh chị hãy xem. Đấy, như nhóm em giới thiệu với anh chị rồi, nhóm ngành dầu khí này, nhóm ngành của chứng khoán này, hay là nhóm ngành của banh này. Nhóm ngành của banh thì thực ra là nó cũng test đáy rồi nhưng nó kênh hơi thấp, kênh hơi thấp một chút. Nói chung là các cổ phiếu nhóm ngành banh thì chúng ta cũng có thể chú ý trong quãng sau thôi. Nhưng mà em nhìn thấy cái cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí hay nhóm ngành chứng khoán hay là một số cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản nó cũng rơi rất là nhiều rồi. Đấy, bất động sản cũng rơi rất là nhiều rồi thì cũng có thể là một một cái nhóm ngành mà chúng ta có thể chú ý nha chị nhá. Hiện tại các cái cổ phiếu nhóm ngành đây, cổ phiếu của bất động sản này nó cũng giảm rất là nhiều, nó test đáy liên tục đấy anh chị. Đấy, thì có thể như con đích này đúng không, thì hiện tại chúng ta sẽ có một cái vùng cản ở đây này, vùng giá 57 này nó kéo lên trên đúng không ạ, thanh khoản này thấp thanh khoản lớn đấy chị nhá, kéo lên thanh khoản phải lớn này, kéo lên trên đây này. Đấy, thanh khoản lớn rồi chị ạ, xong nó rũ lại này, nó đi này, thì chúng ta có thể tham gia được anh chị nhá, tham gia được khi nó tạo thành mô hình vai đầu vai này. Đấy, thì còn rất nhiều cổ phiếu, tất nhiên là trong công cụ video em không để chú ý được tất cả anh chị, nhưng cái căn bản của em đưa ra cho anh chị ấy, là kịch bản của thị trường sẽ ra sao và khi nào chúng ta sẽ ngân và cách chúng ta chọn cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại sẽ là gì, đó là những cái điều quan trọng nhất chứ không phải là các cái cổ phiếu riêng lẻ anh chị nhá. Khi mà anh chị nắm được cái gì, cái lõi rồi thì anh chị sẽ mở rộng ra và anh chị sẽ tìm những cái cổ phiếu đạt tiêu chí đó để anh chị tham gia nhá anh chị nhá. Đấy, thì anh chị nếu thấy video của em hay và hữu ích thì anh chị nhớ like, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh của em anh chị nhá. Thì đó là cái chia sẻ một chút chia sẻ của em về thị trường ngày hôm nay cũng như là kịch bản trong thời gian tới mà chúng ta có thể giải ngân và cái cách chúng ta sẽ mua cổ phiếu đối với những cổ phiếu đó là gì, đó là có quá trình test đáy nha chị nhá, nhớ cho em cái kỳ đó, test đáy và gì và đang thì và đang nó rơi trước đây rồi và đang rơi về cái nền hỗ trợ. Còn các cổ phiếu nó cứ rơi thẳng đứng như cổ phiếu nhóm ngành thép thì em chú ý thì không tham gia nhá. Đấy là những cái lời của em. Và anh chị nếu có nếu chưa xác định được những cái nhóm cổ phiếu nào, các cổ phiếu nào thì có thể về làm khách hàng của em, tham gia vào Zoom khách hàng của em thì trong đó em sẽ chia sẻ với các mã cổ phiếu hay là các cái vùng mua anh chị có thể chú ý trong đoạn sắp tới để chúng ta có cơ hội kiếm được một cái mức lợi nhuận nào đó trong một cái thị trường biến động như hiện tại chị nhá. Đấy, hoặc là anh chị có thể tham gia vào Zoom cộng đồng để trao đổi những cái thông tin về thị trường trong đó trong phiên nhé chị nhá. Đấy, thì nếu có duyên thì rất mong là anh chị em chúng ta có thể đồng hành với nhau.
Đấy, nó không phải là một chu kỳ này mà nó cả một cái quãng đường đầu tư sau này nữa. Đấy, thì đó là những cái lời cuối cùng em gửi đến anh chị trong video ngày hôm nay. Thì chúc anh chị có những phiên giao dịch tiếp theo thành công và may mắn. Chúc tài khoản của anh chị nó sẽ có những cái sự phục hồi tốt để chúng ta về bờ gần hơn. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe video của em tới thời điểm hiện tại. Thì chúc anh chị ngủ ngon. Hẹn gặp lại anh chị trong những video sau ạ.